Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các ơ cao trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop ác tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS, sò tiện lợi và đặt mua ác BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Audio Jungle. Ta cũng sẽ test luôn con hàng Zidane là con hàng mà mình khá là thích trong cái bản meta mới này. Thì về trường hợp của Zidane là mình đang dành lời khuyên cho anh em, đó là đây nhá, cái này thì mình thấy là chưa có nhiều anh em đề cập đến đâu, và nhiều ông vẫn nghĩ rằng là Zidane bản này đã không bằng. Nhưng mà Sousa đã được fix rồi, Sousa bản này đã được fix rồi, thì là cái bản này nó không, cái phần sút xa nó không còn phụ thuộc quá nhiều vào cái lực sút nữa. Đây là cái chỉ số 101 này và sút xa 113 nó sẽ cân lại cho Zidane. Anh em nào đang đá Zidane thời điểm hiện tại thì anh em confirm giúp mình. Thì mình có đá con Zidane Icon này ngày hôm qua, sau khi mình test off thì mình thấy khá hài lòng. Tức là cái bản này nó không phụ thuộc quá nhiều vào lực sút trong những tình huống sút xa nữa, mà nó phụ thuộc vào cái chỉ số sút xa này hơn. Cầu thủ sẽ có xu hướng là sút hiểm hơn nếu cái chỉ số sút xa này cao. Lực sút thì nó cũng không còn quá quan trọng. Còn những ông nào mà có chỉ số lực sút cao ấy mà sút xa thấp ấy, thường là bóng nó sẽ đi vào chính giữa khung thành nhiều hơn. Đấy là cái cảm nhận của mình. Mà hôm nay chúng ta cũng sẽ test luôn con hàng Zinedine Zidane mùa thẻ BTB. Con hàng này có mức lương đến tận 26, sát sườn so với mùa thẻ Icon luôn. Tuy vậy thì mùa này chỉ số chỉ là 106 thôi, và tranh một lương kém tận 6 chỉ số thì mình phân vân khá là nhiều. Có lẽ là nếu mà xét về mức lương thì thực sự là mùa này nó không đáng đầu tư lắm đâu. Thực sự là không đáng đầu tư nếu mà chỉ nhìn vào mặt chỉ số này so với mức lương. Zidane, một turn ăn hồi rất nhanh của Zidane. Chọn vị trí hay. Nhiều anh em lại thích giảm lương con đấy, nhưng mà mình lại thích tăng lương con đấy chơi. Zidane. Ui, vọt xà kìa. Ui mẹ Zidane kìa. Đen thế nhờ anh em nhỉ. Ăn mẹ cái cột dọc ạ. Tốt nhờ Zidane. Zidane không lại cột dọc rồi. Alo, được không? Được. Tốt quá nhỉ. Zidane ơi, đây rồi. Zidane, quả này thì không chối nữa. Đây rồi, Hungry. Ơ, lỗi. Chả nhẽ lại không lỗi. Zidane. Không được. Vâng, Zidane. Tốt nha, Zidane.
một đường ZD hoàn hảo, quá hiểm luôn. Ui, ZD như này thì ối rồi ôi. Tiếp theo đó sẽ là về trường hợp của Zidane. Mình về con hàng Zidane này, có lẽ thì mình sẽ làm một bài tổng quát chứ mình không nhắc đến nhiều nữa. Tại vì về trường hợp của Zidane nhé, về trường hợp của Zidane thì ở ngưỡng lương này thì có lẽ là mình chỉ dùng MC thôi anh em ạ. Mình sẽ chỉ dùng MC ở mức lương ở mức cộng 5 cộng 6 lên thôi, chứ mình không sử dụng con hàng BTB này vì cái ngưỡng lương của nó đã đặt đến tận 26. Trước buổi livestream, ở đầu ngay buổi livestream thì mình có nói ngay với anh em là mặc dù là Zidane mùa này khá là ổn về bộ chỉ số, khá là đẹp về bộ chỉ số, tuy nhiên là với mức lương 26 và 27 của thẻ hai con thì nó chênh nhau một lương thôi, nên là ấy, anh em mà dồn lương để chơi với mùa BTB này thì cũng được, nhưng mà mình thấy là nó không hợp lý về mặt xếp lương trong đội hình. Tại vì chênh nhau một lương nhưng mà chênh đến tận 6 điểm liền, 6 điểm chỉ số tổng quát thì nó hoàn toàn là nó không hợp lý rồi. Anh em chơi con này MC ở mức thẻ cộng 5 cộng 6 thì nó cũng khá là ok. Đấy là cảm nhận của mình. Còn nếu mà xét về hậu quả in game thì gameplay này anh em chơi Zidane hoàn toàn có thể được, khá là tốt, truyền trọt hay, cầm bóng dê dắt xoay sở rất là tốt, đi người cũng tốt. Tất nhiên là cái tốc độ của nó không cao, nhưng mà Zidane là một con hàng mà nó không di chuyển, nó không lui về quá sâu và nó cũng không xâm nhập vòng cấm quá sâu, nên là mình thấy nó chỉ quanh quẩn ở vị trí tầm vị trí CM trước vòng cấm anh em, vị trí quanh quanh trước vòng cấm thôi. Thì anh em dùng Zidane khá là ok cho khả năng truyền trọt, sút xa, ZD, phần phối bóng nói chung khá là hoàn hảo. Thời điểm hiện tại thì nếu mà anh em có lực thì nên chơi con Zidane này Icon. Mình thấy là rất hợp cho những anh em đá team Color Real, team Color Pháp, rất là chất lượng. Đấy là bản gameplay này rất là phù hợp cho Zidane luôn. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật cũng như update những thông tin mới nhất về MO4 thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều. We'll be right back.